Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một vlog. Mình sẽ đọc tất cả comment mà những bạn hater, tức là những người ghét mình, đã để lại bình luận trên kênh YouTube cũng như là Facebook cho mình. Thì ngày hôm nay mình đọc thử coi comment của những bạn này là gì. Có thể là góp ý tốt và có thể là góp ý xấu. Giờ nói chung là chúng ta sẽ đọc hết cùng nhau, phân tích lý do tại sao là những bạn này ghét mình nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề đầu tiên. Hiện tại là các bạn có thể thấy là mình có nhờ bạn trợ lý của mình tổng hợp lại tất cả những comment theo nhiều chủ đề khác nhau. Thì đây bây giờ mình sẽ đọc thử nha. Đầu tiên là sẽ về chủ đề chửi thề. Em thấy anh dạo này chửi thề hơi bị nhiều. Anh chuối nói chuyện toàn đầu câu có chữ má, hài thật sự. Cuối cùng anh chuối nói chữ má bao nhiêu lần? Ủa, mình có chửi thề hả ta? Má giờ tôi... Ồ, tính ra là tôi vừa nói từ má luôn á. Theo mình thấy là mỗi lần mà mình nói từ má giống như là mình biểu cảm một cái gì đó khi mà mình ngạc nhiên trước một vấn đề nào đó. Và cái từ má đó giống như là một cái từ mà mình biểu cảm, mình react khi mà gặp một cái vấn đề đó gì đó ngạc nhiên vậy. Nhưng mà đó có phải là chửi thề không? Vậy chửi thề là gì? Thôi Google một cái thử coi. Chửi thề là gì? Theo Wikipedia, lời nói thô tục hay còn gọi là chửi thề là ngôn từ xúc phạm xã hội, mà cũng có thể gọi là lời chửi thề, lời nguyền rủa, từ bẩn, ngôn từ xấu, ngôn ngữ thô bạo, ngôn từ xúc phạm, ngôn ngữ thô tục. Mỗi lần mà khi mà mình react cái gì đó thì mình hay chèn vô câu má. Nhưng mà nó chỉ là một cái biểu cảm thôi, chứ mình đâu bao giờ đi ra đường gặp một thằng nào đó mình đâu có chửi đi đờ cơ mơ vơ cơ lơ hay là gì đâu. Mình đâu chửi thẳng mặt đâu. Tức là khi mà mình gặp một cái sự việc gì đó hoặc là mình nói chuyện với bạn bè mình thì đó là cảm thán mà, chứ đâu phải là mình đi ra đường gặp người này người kia rồi mình văn tục chửi thề đâu. Các bạn thấy là trong video của mình có bao giờ mà mình chửi người này người kia giống như là xúc phạm không? Khi mà mình quay vlog thì đó là tất cả những gì mà nó tự nhiên nhất về cái con người mình, về cái cuộc sống xung quanh của mình, cuộc sống xung quanh mình thế nào, mình nói chuyện ra sao thì tất cả trên vlog, chứ không hề có diễn bất kỳ tình huống hết. Theo các bạn, mình có chửi thề hay không? Comment bên dưới cho mình biết nha. Tiếp theo là về chủ đề Đà Nẵng. Đà Nẵng chắc chắn là các bạn này comment nói về chủ đề mà mình cách ly rồi đúng không? Đi Đà Nẵng mới về sao không tự cách ly mà còn đi lung tung thế? Của bạn Hân. Sao đi bà nè về từ tâm dịch rồi tự nói ở nhà cách ly? Cờ lờ là cách ly đúng không? Chắc chắn là cách ly rồi, chứ không thể nào là cái gì mà mới mấy ngày mà đi tùm lum. Những bạn nào mà coi vlog mình coi để ý kỹ thì các bạn sẽ biết là trong mỗi vlog mình đều ghi cái ngày mà mình quay cái vlog đó. Mình đi Đà Nẵng chỉ có 2 ngày thì sau đó là mình đã về nhà và mình cách ly. Còn những cái clip mà mình đăng ở trên YouTube á thì đó là những cái clip mà mình đã từng quay trước rồi. Trước giai đoạn mùa dịch thì các bạn cũng biết là quay rồi xong nó phải tốn thời gian đâu đó 1 tuần, 2 tuần rồi mới edit, mới up lên mạng được. Chứ không thể nào mà mình đi về tới Sài Gòn rồi xong rồi mình đi ra ngoài đường được. Những bạn nào mà có theo dõi ở những cái vlog mà mình nói về chủ đề cách ly thì mình cũng đã giải thích rồi. Cách ly cũng như không cách ly như mày thì cách ly làm gì? Ê, tính ra là tôi cách ly 14 ngày ở trong nhà và tôi không đi ra đường luôn á. Và mình chỉ đi ra đường lúc mà ở cơ quan y tế gọi lên khám. Và các bạn cũng thấy là mình đeo chưa ra đường, mình bịt khẩu trang rất là nhiều và mình đi khám lên chỗ đó cũng như là khám xong mình về ở nhà. Khi mà khám xong thì chắc là mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem. Thì như các bạn thấy là hiện tại là tụi mình đang mặc đồ rất là kín, bao gồm là áo khoác nè, khẩu trang hai lớp, nón và mắt kính nữa. Thì 4 lớp luôn. Nói chung là cứ vô mấy cái chỗ mà mình nghi ngờ có thể dễ có dịch á thì cứ mặc đồ nhiều lớp nhất có thể. Và sau khi mà khám xong á thì phải về giặt cho sạch, khử trùng cho sạch. Ok các bạn ơi, chắc là tụi mình sẽ đi thôi. Cố lên Việt Nam, cố lên. Thì có làm gì sai, tôi không có đi ra đường tôi lây lan cho người này lây lan cho người kia đâu. Ngộ nhỉ, test nhanh không có ý nghĩa gì đâu. Người ta nhiễm Covid có triệu chứng mà xét nghiệm thường qua 2 lần âm tính rồi đến 3 lần là dương tính. Ông này nói như làm như mình biết nhiều lắm. Dĩ nhiên là mình biết là xét nghiệm lần 1 nếu kết quả là âm tính thì chưa chắc là mình không bị bệnh. Thì dĩ nhiên mình cũng ở nhà tiếp tục cách ly sau cái đợt đó. Và các bạn cũng có thể biết là mình cũng có đi xét nghiệm lần 2, lần 3 như mình nói ở video mà ngày cách ly cuối cùng. À quên nói với mọi người, thì hồi chiều Sunny nhận được tin nhắn này nè.
Thì khoảng 2 ngày nữa chắc là tụi mình sẽ đi khám test nhanh Covid lần 2. Tại vì ở bên trung tâm y tế có gọi tụi mình là nói kết quả lần 1 là âm tính, nhưng mà tụi mình vẫn phải đi tiếp tục khám lần 2 để coi kết quả như thế nào. Thì chắc là cuối clip này mình sẽ đi khám tiếp tục nha các bạn. Thì các bạn cũng thấy rồi đó. Nói chung là Bộ Y tế báo như thế nào thì mình làm đúng như vậy, chứ không phải là làm sai gì hết á. Tiếp đến là chủ đề quảng cáo. Sao ta, làm video phải có quảng cáo chứ man. Chẳng lẽ bây giờ video không được quảng cáo? Dạo này em thấy những video của anh quảng cáo khá nhiều. Tại sao vậy? Khá nhiều là bao nhiêu nhỉ? Để ý á, một tháng mình ra khoảng đâu đó 14-15 video, và mình chỉ quảng cáo tầm 2-3 video, tối đa là 3 video mỗi tháng thôi. Thì để mình chia sẻ cho các bạn một cái lịch này. Đây là một cái lịch mà mình upload video hàng tháng. Mình sẽ cho các bạn xem, giống như là bây giờ là mình lít vào cái phần là tháng 6. Thì các bạn thể thấy là tháng 6 mình ghi rõ ra chi tiết ngày nào mình upload video nào. Và đặc biệt nha, những video nào mà mình khoanh màu đỏ đó thì đó là những video mà mình có quảng cáo. Hồi tháng 5 á, mình chỉ có quảng cáo 2 clip thôi. Đó là một clip quảng cáo Chinh Su. Và clip này 3 giờ sáng nấu mì gói cùng bé mở. Hình như clip này là quảng cáo mì gói đó vậy. Ở đây thì có kim chi với lại nấm. Mình sẽ bịch ra thôi. Tương tự đó thì tháng 6 nè, mình sẽ kéo cho bạn xem clip nào mà có bôi màu đỏ đó. Thì chỉ có 2 clip thôi. Nguyên tháng 6 tôi quảng cáo có 2 clip. Còn tháng 7 đang trong mùa dịch các bạn ạ. Mình đói, bữa giờ mình chưa có chớp, chưa có được bút quảng cáo nhiều, nên mình chỉ mới quảng cáo được có một clip. Vậy mà các bạn kêu mình quảng cáo nhiều là sao? Tính ra một tháng các bạn coi 14-15 clip ở trên YouTube đó, các bạn không cần phải trả bất cứ một đồng bạc cắt bạc nào cho mình. Các bạn chỉ cần phải trả tiền điện, tiền internet cho nhà mạng thì các bạn có thể xem nội dung trên YouTube rồi. Tại sao mình phải làm quảng cáo? Khi mà mình làm quảng cáo thì bắt đầu mình sẽ có lương, và những cái thu nhập đó mình sẽ là mua thiết bị, máy móc để mình review cho bạn xem, hoặc là mình trả lương cho những cái bạn edit video, những bạn ekip trong cái team mình. Thì khi mà mình làm quảng cáo nhiều thì mình bắt đầu phát triển kênh được nhiều, mình mua được nhiều thứ và quay được nhiều cái nội dung thú vị cho bạn xem. Còn nếu mà giờ kênh mình không có quảng cáo thì chắc là một tháng mình chỉ đăng đâu đó được khoảng tầm 5-10 video thôi. Tại vì với một mình thì làm sao mà mình có thể handle, có thể làm được rất là nhiều việc, đúng không? Nên các bạn xem nội dung ở trên YouTube, tính ra là các bạn không mất cái gì luôn á. Các bạn coi chỉ có 1-2 clip quảng cáo mà các bạn đã than rồi, mình nghĩ là các bạn hơi ích kỷ. Tiếp đến là về chủ đề nhạc. Thì mình thấy có bạn comment là chắc hết ý tưởng video ấy nhỉ. Thật ra thì các bạn tưởng tượng đi, một tháng mà mình làm 15 video và mình làm YouTube được 4 năm rồi thì ý tưởng dần dần nó cũng sẽ cạn, đúng không? Thì lâu lâu các bạn cũng phải cho mình bí một tí chứ. Anh Chuối nói chuyện nhạt quá. Tính ra là bạn nào mà quen mình nói chuyện tiếp xúc với mình ngoài đời đó thì biết là mình ngoài đời nói chuyện sao, là mình quay vlog là như thế vậy. Đó giờ mình không có bao giờ mà mình lên mạng mình tự tin là mình nói chuyện có duyên hoặc là mình nói chuyện hài hước gì hết. Và đó là cũng là lý do mà mình rất là ít tham gia những cái game show chương trình. Những cái game show chương trình nào mà mình cảm thấy là mình phù hợp thì mình mới tham gia thôi. Một comment khác: anh ơi, em nói thật với anh là khi anh bắt đầu làm vlog thì em rất là thích và đón nhận rất là nhiệt tình, nhưng dạo này xem vlog của anh thì cái nào cũng có quảng cáo, em xem cảm thấy rất chán và không có nội dung thu hút. Giống như câu trả lời vừa rồi, một tháng mình chỉ có quảng cáo 2-3 lần thôi, chứ không phải là clip nào mình cũng quảng cáo. Đặc biệt nha, những cái clip mà mình mua robot này, review cái máy hút bụi này, máy rút bụi kia, toàn là số tiền mà mình bỏ ra để mình review. Số tiền mình bỏ ra đó mình không nhận được gì hết. Tại vì mình thích mua một món đồ nào đó để chia sẻ cho các bạn, để coi là cái món đồ đó có nên mua hay không, mình mới quyết định là mua nó và review nó một cách chi tiết cho các bạn xem, chứ không phải là mình mua nó là mình quảng cáo gì hết á. Sao em dạo này thấy anh Chuối chán quá? Có thể là do các bạn coi những cái clip mà mình bị 14 ngày cách ly ở nhà, nó chỉ xung quanh ở trong nhà thôi nên các bạn cảm thấy chán. Các bạn cũng biết rồi, năm nay là mùa dịch nên chủ yếu là mình phải ở trong nhà mà. Còn chừng nào mà mình được ra ngoài đường, được đi thoải mái thì lúc đó mình sẽ đi chơi nhiều thứ thì mới có những cái video hay chứ. Còn nếu mà ở trong nhà tối ngày thì chỉ xoay quanh những cái video về đời sống trong nhà. Giờ hết ra video giống hồi xưa rồi, video không còn hay nữa, tôi sẽ không xem kênh này nữa. Không hủy đăng ký kênh và bye.
không xem kênh này nữa. Ok, không hủy đăng ký kênh, tức là vẫn còn đăng ký kênh đúng không? Ok luôn.